Thưa quý vị và các bạn, mới đây, vụ việc một nam sinh lớp 9 ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, sau khi đi lấy học bạ tại trường trở về thì đã bị bạn học cùng trường đánh hội đồng đến mức phải nhập viện đã gây bức xúc trong dư luận. Em bị các bạn đánh rất nhiều lần, các bạn đánh nhầm ở đường, vì em nợ mình. Bây giờ mình cháu được 15 tuổi, con người ta đi học, mà hiện tại cháu tôi phải ở nhà, biết cháu tôi nên làm gì cả, tôi rất thương cháu tôi. Chỉ vì lý do mượn 10.000 đồng chưa trả mà nam sinh này đã bị ba bạn học cùng trường đánh đến mức sập lá lách, phải nhập viện cấp cứu. Đáng buồn hơn nữa, khi sự việc xảy ra tại đối diện cổng trường, năm em học sinh khác của trường cũng chứng kiến nhưng chỉ đứng xem và không hề can ngăn. Phòng giáo dục đào tạo cũng đã đề nghị nhà trường, thứ nhất là quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của cháu, thăm hỏi, là báo cáo với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt với chính quyền địa phương, công an xã để phối hợp xử lý, bởi vì vụ việc xảy ra nằm ngoài nhà trường. Hiện vụ việc đã được công an xã Đoàn Đào tiếp nhận và đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc.